sẵn sàng các kịch bản ứng phó bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 4 tháng 10 cho biết sức khỏe bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam đã ổn định, không sốt. Bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân này đến nay đã hơn 10 ngày nhưng chưa có biểu hiện nhiễm bệnh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cho hay nữ bệnh nhân này từng ở nước ngoài hơn 60 ngày, được phát hiện triệu chứng bệnh sau khi về Việt Nam. Sau khi đánh giá việc lây nhiễm, khoanh vùng xử lý những người tiếp xúc gần, Bộ Y tế nhận định ca bệnh này khó có khả năng lây ra cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh giám sát bệnh đậu mùa khỉ ở cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Bộ Y tế nêu rõ khi ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ, cần điều tra kỹ những ai tiếp xúc bệnh nhân để xác định nguồn lây, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện được ca bệnh nêu trên nên khả năng lây lan, bùng phát thành dịch không lớn. Việc xác định chính xác ca mắc nhập cảnh hay xuất hiện trong nước cũng sẽ giúp ngành y tế đánh giá được tình hình, qua đó đưa ra phương pháp ứng phó phù hợp. Người dân cũng không nên chủ quan, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tiếp xúc người có dấu hiệu nghi ngờ hay người đi từ vùng dịch về, ông Phu khuyến cáo. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cho biết ngoài khu vực lưu hành là châu Phi, bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở 106 quốc gia. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu, đi lại không hạn chế thì nguy cơ bệnh này xâm nhập nước ta là hiện hữu. Bộ Y tế tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế các tuyến về giám sát, các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chăm sóc, điều trị. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động khai báo với cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh, giáo sư Lân nhấn mạnh. Theo đại diện Bộ Y tế, ngành y tế đã xây dựng các kịch bản ứng phó bệnh đậu mùa khỉ, khi chưa có ca bệnh, khi có ca xâm nhập và khi có ca lây trong cộng đồng. Các kịch bản đều linh hoạt để bảo đảm kịp thời phòng chống dịch. Với các trường hợp nghi ngờ đầu tiên về lâm sàng, Việt Nam đều xét nghiệm được bằng real-time PCR và giải trình tự gen để khẳng định ca bệnh. Bộ Y tế cũng sẽ thường xuyên phối hợp với các tổ chức quốc tế để bảo đảm cập nhật kịp thời sinh phẩm, phương pháp chẩn đoán đối với bệnh đậu mùa khỉ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.